Thưa quý vị, trong suốt những đợt dịch COVID-19 vừa qua, cùng với việc tích cực thực hiện các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, tập thể giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, quận Thanh Khê đã thường xuyên tham gia hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Gần đây nhất, tập thể giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, quận Thanh Khê đã tự tay nấu 100 ly chè đậu ván để trao cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn quận. Dẫu thời tiết nắng nóng cũng không làm nặng lòng các cô giáo. Họ lên đường từ rất sớm để sơ chế nguyên liệu, nhóm bếp nấu chè và những ánh lửa hồng bừng lên như thể hiện được tinh thần của các thầy giáo, cô giáo, quyết tâm sát cánh cùng lực lượng tuyến đầu dập dịch. Được biết, đây là lần thứ ba các thầy giáo, cô giáo nấu chè hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch trong chuỗi các hoạt động cho chi đoàn trường phát động. Bản thân quan niệm rằng là ánh lửa sẽ chia là một ánh lửa lan tỏa, cho nên là thông qua những cái hành động nhỏ bé của mình, bản thân chi đoàn cũng như các thầy cô giáo nhà trường muốn lan tỏa được những cái năng lượng tích cực đến các cô chú anh chị đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch và cũng mong muốn là sẽ nhanh chóng kết thúc dịch bệnh. Sau khi làm xong, các giáo viên đã tự mang chè được đóng gói cẩn thận đến tất cả các chốt ở khu phong tỏa Tam Giác, đường Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ. Tính từ tháng 8 năm 2020 đến nay, tập thể giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai đã liên tục hỗ trợ nhu yếu phẩm đến lực lượng công an và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, hỗ trợ quỹ phòng chống COVID-19 và chuỗi hoạt động nấu chè, nấu sữa cho lực lượng tuyến đầu, với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng. Cái phương án mà nhà trường đã tổ chức đó là kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, tức là tuyên truyền sự tình nguyện tham gia của các đồng chí giáo viên là đảng viên, của các đồng chí giáo viên là đoàn viên chi đoàn và trong các thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường và các hội từ thiện. Thì kinh phí mà để tổ chức thì toàn là kinh phí tự nguyện hỗ trợ đóng góp từ các đồng chí là đảng viên của giáo viên chi đoàn, các giáo viên trong hội đồng sư phạm và hội từ thiện Bông Sen. Theo ghi nhận của chúng tôi, từ khi các chốt được thiết lập, rất nhiều cá nhân, tập thể, tổ chức đã ủng hộ, hỗ trợ cho lực lượng chốt rất nhiều trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với cái mùa nóng như thế này mà được sự tận tâm của thầy giáo viên, cô giáo, họ lo cho anh em ở các chốt, rất là cảm ơn. Động lực cho anh em dân quân có thêm cái sức để làm việc, hăng hái hơn cho công việc. Trong cuộc chiến chống dịch này, đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm miệt mài với công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh cho cộng đồng, thì mỗi người dân thành phố cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ phòng chống dịch với tất cả những gì có thể, nhằm chung sức đồng lòng cùng thành phố đưa Đà Nẵng an toàn vượt qua đại dịch.